Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị, các bạn yêu thích mai vàng bonsai cây kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang các cô chú anh chị nha. Hôm nay em quay trở lại với chỗ của bạn Duy Hiếu, giao lưu đến quý cô chú anh chị các bạn ba cây mai thành phẩm, hai cây cúc tỏ hương, một cây mai quắn, hàng huyết hàng sưu tầm nha quý cô chú anh chị. Bây giờ mùa bonsai chuẩn đẹp phong cách luôn nha cô chú anh chị nha. Cái này là do trời nắng quá nha cô chú anh chị, nó khô nước ha. Rồi bên đây có một cây cúc thọ hương, nội đế như con khủng long luôn như cô chú anh chị. Tàn lớn đẹp ha. Đó, nội đế nè. Với một cây mai quắn nha quý cô chú anh chị. Đây, cây mai quắn xù giả cốc nha quý cô chú mình ha. Đó. Với 11 voi mai vàng và phôi mai thứ quý, hàng bonsai đế lưu. Đế nội hết cô chú anh chị, đế lực đế đẹp luôn nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã xem clip và ủng hộ bạn Duy Hiếu trong thời gian qua, hết cô chú anh chị cũng như ủng hộ kênh. Rồi em xin kết thúc clip luôn nha. Rồi anh xin chào em Duy Hiếu ơi. Rồi chào anh. Rồi Duy Hiếu cũng mến chào cô chú ha. Hôm nay Duy Hiếu tiếp tục trở lại kênh giới thiệu đến quý cô chú là một số cây cúc thành thọ hương thành phẩm và một số phôi mai vàng và tứ quý ha. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ha. Số điện thoại em là 0907 864 124 nha cô chú. Rồi số đó Zalo luôn. Rồi về vô mã số 1 là một cây cúc thọ hương thành phẩm VIP nha cô chú anh chị. Thích hợp cho cô chú anh chị sưu tầm những không gian sang trọng ha. Cây này là em mới vô dây nha cô chú, lá non ha, em gỡ cái be ra ha. Đó, cái lá non nó bị sụ ha cô chú anh chị, không có sao ha quý cô chú, không ảnh hưởng gì hết. Dạ đó, cây bông nó chỗ dữ lắm nha cô chú. Thọ hương này, cây này được 3 mùa rồi nghe quý cô chú. Cây này mới vô dây ha, đã báo cho cô chú mình trước ha, để cô chú mình hiểu nói cây nó bị ha. Lá là cây rất là khỏe đó, tại vì lá non thì nó vô dây nó bị sụ nha cô chú. Cái phôi này cô chú chị đang ngắm cái phôi ha. Mai vàng mà cái phôi này thì rất là quái nha cô chú ơi, hàng quái ha. Xù nu ha, cốt cành ha, nó đây không có thẹo dích gì hết, nó giót đọt luôn ha, mặt tiền nè nghe cô chú. Đó, mặt tiền ha. Tại cái cây này nó có phong ha. Đó, mặt tiền. Rồi cô chú chị mình xem mặt tiền nha. Đó, mặt tiền ha. Cốt chì nó đóng với cái đọt chủ rất là khéo nha cô chú anh chị. Giót nó không có thẹo dích gì ha cô chú. Nó giót. Cây này giá trị cao ha, mà em quay cho cô chú mình kỹ ha. Cây rất là đẹp nha cô chú, mai vàng nghe cô chú. Rồi cho xin thông số luôn. Cái này em cho hoành thân đi ha. Đó. Rồi 36 hoành nghe quý cô chú, chuẩn luôn nha cô chú. Cái chiều cao, chiều cao em nó là từ mặt bầu lên tới đỉnh nó là được 119 nha, 1m2 nghe cô chú. Chiều cao cũng như là 1m2 đi. Cái tán rộng của nó là 1m5 luôn cô chú ơi. Tán ngang ha. Rồi cái chiều ngang này gì thì nó được 120 đó. Cây cái tàn nè, em giơ cái tay ra ha cô chú, rất là dữ ha. Cây già mùa nha cô chú anh chị, già mùa ha, hàng quyết nè cô chú anh chị ha. Là hàng bonsai phong cách luôn nha cô chú anh chị ha, cái phôi quá đỉnh luôn. Rồi cái này mình giao luôn nhiêu em? Rồi giá 35 triệu quý cô chú ơi. 35 triệu nha quý cô chú anh chị. Dạ, bao ship luôn nha cô chú anh chị. Cái phôi mai vàng rất là khéo phôi nha cô chú anh chị ha. Phôi giá trị cao ha. Đó, cây rất là đẹp, lạ cây ha cô chú. Hàng này đáng cho cô chú mình sưu tầm ha. Đó, càng chơi càng lên tiền nha cô chú. Mấy cây này đế nè cô chú anh chị ha. Đế dữ lắm ha. Em gỡ be ra đó. Rồi khi chừng nữa em tắn be lại cho cô chú ha. Cô chú nào mua rồi em tắn be lại nghe quý cô chú. Em gỡ be ra là em quay cho cô chú mình thấy đế ha, cho cô chú mình biết cái đế ha. Đó, cây không thẹo dích gì ha quý cô chú. Cây rồi, rất là tươi tốt, rất là khỏe ha. Rồi em đổi luôn. Yeah. Mã số 2. Mã số 2 là bắt đầu em vô thôi, rồi em còn hai cây thành phẩm cuối clip nha cô chú anh chị nha. Một cây vô lộn xộn nha cô chú. Để nội nha cô chú anh chị. Mã số 2. Cây này tứ quý là phơm tàn lớn cô chú anh chị, thích hợp những cô chú nào chơi phơm tàn thông mà cây tàn lớn ha. Đó, thân thì hơi lắc nha cô chú anh chị nha. Đó. Rồi anh xin thông số luôn. Rồi 40 hoành ha. Dạ hoành 40. Chiều cao là 1m39. Chiều cao 139 nha quý cô chú.
Cụ đế là nó được 60-70 luôn nha cô chú. Dạ, cụ đế 70. Đường kính bầu là nó 75. Dạ. Rồi cây này em giao lưu là giá 11 triệu nha quý cô chú. Dạ, 11 triệu nha cô chú anh chị nha. Mã số 2. Mã tư quý mã số 2. Rồi, đổi cho anh. Rồi, mã số 3. Tư quý nè cô chú anh chị ơi, một cái phôi tư quý ha, mã số 3. Một cây dáng trực lắc, đế thì hơi lai thú nha cô chú anh chị. Đế nơm luôn nha cô chú anh chị nha, nơm không cao ha. Cộng thì lực đế nè. Rồi. Hoành là 33. Dạ, hoành 33. Chiều cao là 86. Đế sổ là 25. Đường kính bầu là 58. Rồi, cây mã số 3 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa 3 triệu rưỡi à. Dạ, 3 triệu rưỡi nha cô chú chị ơi. Mã số 3, 3 triệu rưỡi. Rồi, đổi cho mình. Đây, mã số 4. 4. Tứ quý nha cô chú. Tứ quý. Một cây dáng đế thì nó lết ha. Giờ lắc cộng chữ thân thì lắc cộng chữ C ha. À, cái bầy này nó chung với ha cô chú. Người ta sửa dáng gì không ha. Cốt cành nó đóng tứ diện đều băng ha. À. Rồi rồi biết rồi, mã số 4. Rồi, hoành là 30. Dạ, hoành 30. Chiều cao là 83. Đường kính bầu là 60. Rồi, cây mã số 4 này em giao lưu là 2 triệu 9. Dạ, 2 triệu 9, mã số 4 nha cô chú anh chị. Dạ, rồi, con đổi cây, em đổi cây. Rồi, mã số 5. 5. À, cái này dán lết, cái đế lết quá dữ luôn nha cô chú anh chị. Lết như con ếch luôn ha. Chân đùi ra phía sau luôn. Chi cành đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Âm tường rất là khỏe luôn ha. Đúng cái rồi. Này về cô chú chị mình rất là mau trồng nha. Rồi, anh xin thông số luôn, cây mã số 5. Rồi, 35 hoành. Dạ, hoành 35. Chiều cao là 98. Đường kính bầu là 60. Rồi, cây mã số 5 mình giao lưu nha em ơi. Giá 3 triệu rưỡi anh ơi. 3 triệu rưỡi nha cô chú nha, tứ quý mã số 5. Dạ, rồi em đổi luôn ha. Rồi, cây mã số 6. 6. Tứ quý đế luôn nha cô chú, mai vàng đế luôn nha cô chú anh chị nha. Mà đế luôn rất là nổi luôn ha. Một cái bụng lưu luôn. Rồi, mã số 6. Dạ, cây nha cô chú anh chị, mặt cắt không có luôn ha. Chi cành khéo nha cô chú anh chị. Nồi đế nè. Quá đỉnh nồi đế luôn. Cây rất là già, có cái tử đeo theo. Đúng rồi. Cây rất là già. Mã số 6 nha quý cô chú. 27 hoành. Dạ, hoành 27 nha cô chú. Cũ là 78. Dạ. Đế sổ là 3 tắc ha quý cô chú. Đường kính bầu là 50. Rồi, cây mã số 6 này em giao lưu là 7 triệu rưỡi. Dạ, 7 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Mã số 6 ha. Dạ, mã số 7 cũng là rồi. Một cây tứ quý đế luôn nha cô chú. Mai vàng, mai vàng. Mai vàng, mã số 7. Xin lỗi cô chú anh chị. Cũ ha. Mai vàng. Ừ. À, đế đơm cao nha cô chú anh chị nha. Nó gồm đế luôn ha. Nó đặt kính bầu luôn nha cô chú. Nó nở đế nè cô chú anh chị ha, kính bầu luôn ha. Rồi, hoành là 30. Dạ, hoành 30. Cũ là 68. Chiều cao là 73. Đế sổ là 3 tắc nha quý cô chú. À, mã số 8 này em giao lưu là 5 triệu rưỡi ha. Dạ, 5 triệu rưỡi nha quý cô chú ơi. Mã số 8 ha. Rồi, đổi cây. Dạ, mã số 9. Rồi, một số cây 9. Tứ quý lùng lực tam tài nha cô chú anh chị. Đó. Mã số 9. Cây này rất là già, có lỗi lớn lắm nha cô chú anh chị ha. Cây rất là đẹp ha cô chú, đế cũ ha. Rồi, anh xin thông số luôn. 40 hoành. Dạ, hoành 40. Cao là 60. Cũ đây là đã được 100 ha. Dạ, cũ 100. Đế sổ lên đây là 3 tắc. Rồi, cây mã số 9 này ha, em giao lưu là
5,5 triệu. Dạ, 5,5 triệu nha cô chú anh chị. Cây mã số 9 ha, cây tứ quý lùng lực. Rồi đổi giùm anh nha. Số 10. Cũng là một cây trưng bày với ba cây đầu tiên của clip nha cô chú anh chị. Rồi, ha. Cây này cũng trực bắt ha, dán ha. Chữ C ha. Để dán lết luôn nha cô chú anh chị. Chi cành đầy đủ nha cô chú anh chị. Rồi anh xin thông số luôn, cây mã số 10. Rồi, hoành là 33. Ê, mã số 9 hay 10? Cây mã số 9 này, số 9. 12, 4, 5, 7. Cây này mã số 9. Chiều cao 77. Chiều cao là 79 nha quý cô chú. Cao 79. Đường kính bầu là 55. Rồi, cây mã số 9 này em giao lưu là 3,5 triệu. Dạ, 3,5 triệu nha cô chú anh chị nha. Tứ quý nha. Dạ, chi cành đẹp luôn cô chú ơi. Rồi, cây khéo luôn lắm nha cô chú. Dạ. Cây, số 10. Mã số 10. Cây mai vàng nha cô chú anh chị ơi, một cây mẫu tử ha, đế đẹp luôn nha cô chú anh chị nha. Cốt chi đóng khéo ha, có đọt chủ cũng khéo luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Này cái đọt chủ nè cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi. 29 hoành. Cây này rất là già nha cô chú nha. Củ lửng lửng ở đây ha. Là 101 nha cô chú. Cây rất là già, giót đọt luôn ha. Chiều cao 82. Chi cành nó lên luôn luôn nha cô chú. Đường kính bầu là 75. Rồi, mã số 10 này em giao lưu là 8,5 triệu. Dạ, 8,5 triệu nha quý cô chú. Mây vàng nha cô chú. Đế ha. Có mấy cây mây vàng con nó đóng theo nè. Cây rất là đẹp. Rồi đổi nhưng mà. Dạ, mã số 10. Một. Mã số 11, một cây mai vàng. Đó, cây dán trực lắc, trực lắc ha. Chi cành đầy đủ theo cái máy qua lắc luôn nha cô chú nha. Cục đế dữ lắm. Chê luôn á. Đế này là bao đế cô chú anh chị mai vàng. Đế mà cái cộng đế nó bằng cái hoành thân luôn á. Cô chú chị hai cái cộng đế với hoành thân nè ha. Chi cành nè. Đóng đầy đủ hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Rồi em cho hoành thân. Rồi 30. Dạ hoành 30. Củ đế là nó được 93. Dạ. Đế sổ là 3 tấc 2. Chiều cao là được 113. Rồi mã số 11 này em giao lưu là 12 triệu. 12 triệu nha cô chú anh chị nha. Mã số 11. Đế dữ lắm nha cô chú, đẹp lắm ha. Cây này đường kính bầu cái. Đường kính bầu là nó được 85. Đế nó nở nè cô chú anh chị ha. Trời đổi cho anh. Chú, 12. Mã số 12, một cây tứ quý nha cô chú anh chị. Một cây dán trực ha. Dán trực đế nồi nha cô chú anh chị. Chảy cứng bầu hết trơn luôn ha, cộng đế rất là đều nha quý cô chú nha. Cây thì đông tượng rất là khỏe luôn rồi đó cô chú chị, mình về rất là mau trồng ha. Mã số 12. 12. Rồi. 33 hoành. Dạ hoành 33. Chiều cao là 80. Đế sổ là 3 tấc ha. Đường kính bầu là 80 luôn. Rồi cây tứ quý mã số 13. 3. Ủa? 12. 12. 12. Em giao lưu là 7,5 triệu. Dạ, 7,5 triệu, mã số 12, tứ quý nha quý cô chú anh chị. Rồi, đổi giùm anh luôn. Cốt cành đẹp nha. Đế rất là khéo luôn. Dạ, rồi, mã số tiếp theo là mã số 13. Cây mai quắn ha, mai vàng ghép mai quắn nha chú. Một cái phôi lùng lực, đế nở như cái mình con cóc luôn. Cốc xù nè. Da cóc xù luôn da nha cốc. Cô chú anh chị. Xù da cóc luôn ha, bên này có mấy mục nữa nè. Đó. Mai quắn ghép xỏ xuống nha cô chú anh chị nha. Cây rất là già bo luôn. Cây mai quắn thì nó không có bẻ tàn được như cây kia nghe quý cô chú. Mã số này mã số 13. Mã số 13, một nàng quắn rất là dễ thương. Rồi 38 nha. U nụ luôn ha. U nụ. Này có củ đế em đo hạo hạo cho cô chú thôi chứ không. 69 nha. Cô chú hình dung biết nó cây nó lớn. Chiều cao là 58. Tán ngang là 50. Đó,
Mã số 13 là cây mai quắn em giao lưu là 4,8 triệu. Dạ, 4,8 triệu. Mai vàng. Mai quắn ghép phôi mai vàng. Thù gia cốc nha cô chú anh chị ha. Đế nở đều hết trơn nha cô chú. Dạ. Cây rất là ok hả quý cô chú. À, khi đi cô chú mà xa thì em đóng kiện á, thì em bó bầu nha quý cô chú. Chứ không có xếp chậu được, cái chậu không có nhiêu tiền, tại vì xếp chậu nó bể chậu này kia làm cho cây nó tổn nha cô chú. Nó lỡ bể chậu một cái mình vận chuyển á là cây nó mình si liền. Em bó bầu là cây bầu phân nó ăn cứng rồi, cô chú mình yên tâm ha, về mình để vô chậu là ok. Rồi, đổi giùm anh nha. Tại em báo trước ha. Rồi. Rồi mã số 14. 14. Là một cây mai vàng, cuối clip ghép cúc thọ hương. Cái này là hàng VIP nha cô chú. Hàng không đụng hàng. Cây này không đụng hàng nha quý cô chú. Hàng sưu tầm nha cô chú. Chơi là không đụng hàng. Đấy như con khủng long nó đưa hai cái giò trước nè cô chú anh chị ha. Rất là lực lưỡng nha cô chú anh chị. Rất là mạnh nha. Đó, thấy không, đế nè. Tàn tán rất là ok. Cái mình nó lắc lên luôn. Cây này ghép chột nó liền cốt hết trơn ha. Nè cô chú anh chị ha. Đó. Già mùa nghe cô chú, hơn 2 mùa rồi. Đây em ghép nó chỉnh. Hoành thì nó không có được lớn. Đó. Rồi cây này hoành thân là 20 thôi cô chú, 21 đến 20. Dạ. Cái đo cái mình á ha. Cái mình nó là 40 nè. Mình dài ha. Đó. Đế sổ này có khoảng hơn 2 tấc nha cô chú, nó còn sâu dưới nữa. Cái chiều cao là 1 mét ha. Cái tán ngang em nói là được 1,3 m. Đó. Cái chiều ngang này thì nó chắc có 1,1 m à. Đúng rồi cô chú ơi, 1,1 m. Cây mai vàng ghép cúc thọ hương ha. Nồi đế quá đỉnh cô chú anh chị ơi. Tàn ấm đẹp hết ha cô chú anh chị. Hàng thành phẩm mình chơi ha, chơi mà hàng độc lạ VIP luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà sưu tầm cái này về rất là thích ha, ưng cái bình luôn ha cô chú anh chị. Mình kéo dài như con khủng long luôn á. Rồi cái này mình giao lưu nhiêu em? Rồi 7,5 triệu quý cô chú ơi. Dạ, 7,5 triệu nha quý cô chú anh chị. Rồi. Rồi hôm nay em cũng lên được một số phôi mai và mấy cây thành phẩm. Rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ cho em. Số điện thoại em là 0907 864 124 hay quý cô chú. Cũng xin mến chào cô chú luôn. Dạ rồi, xin cảm ơn Duy Hiếu luôn. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha, đã xem clip ủng hộ Duy Hiếu, ủng hộ kênh hay quý cô chú anh chị.